Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump trục xuất những di dân Việt tới Mỹ trước năm 95 và bị lệnh trục xuất do phạm tội đang vấp phải nhiều sự chống đối hơn khi các lãnh đạo của một cộng đồng ở Minnesota hôm 20 tháng 12 tuyên bố là sẽ làm mọi cách chống lại chính sách này. Star Tribune, tờ báo lớn nhất ở Minnesota, cho biết cộng đồng Đông Nam Á ở St. Paul mạnh mẽ phản đối việc trục xuất di dân Việt. Tại một cuộc họp báo mới đây, dân biểu mới đắc cử Kelly Hur thuộc Minnesota lên án kế hoạch trục xuất và gọi đây là một sự bội ước đối với những lời hứa trong chiến tranh. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận hiện có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Mỹ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Một cuộc gặp trong tháng này giữa quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam được xem là một sự tái khởi đầu cho việc trục xuất. Các nhà tranh đấu cho biết thông tin về việc trục xuất đã làm rúng động cộng đồng Đông Nam Á ở Minnesota, nơi có 115.000 người Mông, Việt, Lào và Campuchia sinh sống. Nhiều người trong số những di dân bị lệnh trục xuất vì họ đã phạm tội cách đây nhiều thập niên.